trong phần này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bức tranh tổng quan về cái file quản lý nhân sự, chấm công, tính lương một cách tự động ở trên LAC nó sẽ hoạt động như thế nào. Trên màn hình của chúng ta, đây là cái file mẫu liên quan đến việc quản lý nhân sự, bao gồm hồ sơ nhân sự, lương cơ bản, rồi quy trình onboarding, vòng đời nhân sự và tất cả những cái thông tin liên quan. Và mục đích của cái file này chúng ta tạo ra là để tập trung vào việc quản lý nhân sự trên một file duy nhất, bao gồm cả hồ sơ và thông tin nhân sự, quá trình thử việc của nhân viên cho đến cái quá trình chấm công tính lương của tất cả công ty trên cái nền tảng LAC. Và khi mà chúng ta làm xong cái file này, chúng ta sẽ thấy cái việc quản trị hồ sơ nhân sự rồi tất cả những thông tin liên quan nó rất là đơn giản, gọn gàng. Rồi ở trong cái bảng này thì chúng ta sẽ có nhiều bảng khác nhau và mỗi cái bảng nó sẽ có cái thông tin và cái vai trò riêng của nó. Đầu tiên đó là cái phần hồ sơ nhân sự. Cái bảng hồ sơ nhân sự này thì chúng ta có thể lập ra theo mong muốn của chúng ta với các thông tin phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp của mình, với đầy đủ các thông tin chẳng hạn như là thông tin về nhân viên, bao gồm mã nhân viên, họ tên nhân viên, rồi tình trạng on hay off. Ở đây chúng ta dùng cái mô hình tình trạng như thế này để biết được nhân viên đang làm hay là đã nghỉ rồi, và nó tự động nó lọc ra những cái thông tin liên quan đến nhân viên đang làm việc, rồi những cái liên quan như thời điểm nhập hồ sơ, rồi những các thông tin ban đầu, rồi đặc thù của doanh nghiệp, của nhân sự như thế nào, rồi các thông tin liên quan đến QR ngân hàng, mã ngân hàng để thanh toán, rồi ảnh nhân sự. Rồi khi mà chúng ta xây dựng mô hình như thế này thì đây là cái bản gốc, chúng ta có thể xem theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn chúng ta có thể đổi qua xem theo dạng gallery như thế này, hoặc là xem theo tình trạng của nhân viên, hoặc là chúng ta có thể xem hoặc là nhập thông tin dưới cái mô hình là form như ở đây. Và bản thân là khi mà các bạn nhân viên mới vào trong doanh nghiệp á, cũng có thể tự nhập qua cái form này mà không cần đến HR. Rồi như vậy đây là cái bảng tổng quan này và chúng ta có thể xem theo nhiều cách khác nhau. Và cái bảng này nó là thông tin nhân viên, thì thông thường là chúng ta có thể tạo ra những cái phần chẳng hạn như là QR code ngân hàng, thì chúng ta tạo thêm một cái view đó là QR code ngân hàng, và có việc gì thì chúng ta vào lựa thanh toán rất là nhanh. Rồi thứ hai là cái bảng gọi là bảng lương. Ở trên LAC thì LAC Base thì cái mô hình quản lý của nó sẽ khác với Excel và khác với các phần mềm. Vì vậy chúng ta phải phân tách nó ra theo từng tháng. Ví dụ như là lương cơ bản của các bạn nhân viên thì phải nắm rõ đây là thuộc các tháng và thuộc năm nào, và chúng ta hệ thống hóa hết ra. Rồi nếu có tháng sau thì chúng ta sẽ clone lại, tạo thêm và copy ra, sau đó paste xuống dưới, sau đó chỉnh sửa lại lương cơ bản nếu mà có bạn nào có thay đổi. Rồi ở đây thì chúng ta phải dàn theo hàng dọc giống như thế này. Rồi ngoài ra nữa thì sau khi chúng ta dàn ra rồi thì chúng ta có thể chuyển đổi lên cái view như thế này và theo từng tháng khác nhau, thì các bạn nhân viên sẽ dễ dàng xem thông tin. Ngoài ra nữa ở đây chúng ta có những cái bảng mới, ví dụ như là bảng quy trình onboarding của một nhân viên. Chẳng hạn khi mà chúng ta xác định cái thời điểm nhập hồ sơ của một người vào như thế này, thì chúng ta sẽ xây dựng cái hệ thống những cái công việc hoặc là những thông tin cần chuyển giao cho nhân viên theo thời gian. Ví dụ như ở đây chúng ta có tháng ngày số 1, số 2, số 7, số 4 và số 14, 15. Tiếp theo là cái mô hình gọi là vòng đời nhân sự. Vòng đời nhân sự thì cái mô hình này chúng ta sẽ tập trung vào cái việc là xây cái mô hình theo từng bước liên quan đến vòng đời của nhân sự. Chẳng hạn như là nhân sự sẽ tham gia vào chúng ta từ lúc mà đã nhận offer thì sẽ đi vào giai đoạn gửi offer, sau đó rồi onboarding, rồi thử việc, kết thúc quá trình thử việc và trở thành nhân viên chính thức, rồi làm việc và rời công ty, thì cái đó có gọi là hồ sơ vòng đời nhân sự của nhân viên. Mấy cái bảng này thì chúng ta phải tách biệt ra hết để nó tránh xung đột về mặt thông tin, đồng thời cái quá trình quản lý nó cũng trở nên đơn giản hơn khi mà chúng ta sử dụng LackBase. Rồi ở cái mục số 2, ở folder số 2 chúng ta có cái phần là quản lý chấm công và tính lương, thì cái bảng này nó sẽ tổng hợp tất cả các thông tin liên quan đến
chấm công, tính lương và tất cả những cái chế độ chính sách liên quan đến nhân viên. Rồi thì nó phân biệt được là đang tính cho tháng nào và phân nhóm theo từng tháng. Và khi đó thì chúng ta sẽ có một cái bảng tổng quan như ở đây. Tuy nhiên trước khi đi về cái bảng này thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái bảng chấm công này trước. Rồi nhân viên trong doanh nghiệp khi mà chấm công bằng GPS hoặc là bằng giải pháp ở trên LAC ấy, thì chúng ta đổ về cái bảng giống như thế này. Bảng này nó sẽ kéo tự động thông qua AnyCross và nó đưa về tự động hàng ngày vào trong cái bảng chấm công giống như thế này. Và sau khi có cái bảng này rồi ấy, thì chúng ta sẽ lọc lại các thông tin ở trong này bằng các hàm hoặc là bằng các thông tin liên quan. Sau đó chúng ta sẽ đổ dữ liệu vào cái bảng chấm công tính lương ở đây và ra được cái ngày số công thực tế mà nhân viên đi làm ở cái cột này. Đồng thời chúng ta cũng có thể tính được các chỉ số khác liên quan đến việc đi trễ, tổng số phút đi trễ hoặc là tính toán ra điểm, từ đó tính toán ra cái số tiền cần thiết phải trừ hoặc là nhân viên nào đạt được số ngày đủ điều kiện thì chúng ta cộng tiền thêm. Và cái cách đó thì chúng ta có thể tự tính ra được số tiền cộng trừ cho từng nhân viên. Rồi sau khi có phần này thì bắt đầu nó sẽ gộp vào cái bảng chấm công tính lương ở đây và quy đến cái dòng cuối cùng này, đến cái cột cuối cùng chúng ta sẽ có lương thực trả của một nhân viên. Và sau khi có lương thực trả và đã kiểm tra các thông số ok hết rồi, chúng ta có thể nhấn cái nút này hoặc là HR có thể nhấn cái nút này để bấm gửi phiếu lương cho nhân viên tương ứng ở đây. Và cái khi mà bấm vào cái nút này thì nó sẽ xác nhận là đã gửi và thông tin nó sẽ dựa vào cái dòng và cái record của nhân viên này tương ứng với tất cả các thông tin liên quan thì nó sẽ gửi đi. Rồi sau khi đã gửi xong thì nhân sự xác nhận đúng thì nó sẽ tích vào đây thông qua cái nút ở trên Messenger thôi. Còn nhân viên báo sai thì nó sẽ hiện ở đây và HR có thể biết để kiểm tra. Rồi thì cái quá trình chấm công tính lương như thế này các bạn sẽ thấy tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho nhân sự so với trước đây. Và ngoài ra cái giải pháp này nó linh hoạt hơn nhiều so với việc chúng ta sử dụng các phần mềm cố định, vì nó dữ liệu nó được liên thông rất là tiện và chúng ta dễ dàng tùy biến theo nhu cầu của doanh nghiệp mình, cũng không cần phải sử dụng các phần mềm quá phức tạp. Rồi phần tiếp theo, sau khi đã có số liệu tương ứng như vậy rồi, chúng ta có thể phân tích ra các chỉ số liên quan bằng mô hình đồ thị giống như thế này. Chẳng hạn như đây chúng ta có mô hình phân tích nhân sự, rồi phân tích chi phí lương cho nhân viên theo thời gian, và từ đó chúng ta có thể nhìn thấy cái mức độ biến động lương của nhân viên theo thời gian suốt một năm hoặc là suốt nhiều năm như vậy. Rồi chúng ta có thể phân tách theo từng phòng ban, phân tách ra các chỉ số để biết được rằng là mức độ chi phí tài chính của chúng ta cho bộ phận nhân sự có hợp lý hay không. Rồi trong phần này thì mình đã tổng quan cho mọi người thấy một cái bức tranh chung khi mà sử dụng cái file quản lý hồ sơ nhân sự trong doanh nghiệp nó tinh gọn giống như thế nào. Và khi sử dụng file này thì tất nhiên là HR sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian. Rồi cái quy trình vận hành của doanh nghiệp của mình cũng trở nên đơn giản và gọn gàng. Xin cảm ơn mọi người.